định các bạn ơi, đây ta đè bắt cá do điều kiện mưa cho nên mình phải dùng dù cha máy các bạn. Rồi các bạn xem tiếp nha. Ở đây cái đè cá còn nhiều. Xem tiếp xem nha. Nó nói còn chừng 20-30 con à. Nhóc luôn. Cá giò á. Nhóc luôn. Trăm hơn trăm nữa. Chạy nó đi. Nhóc con cô chút mới bắt được. Con này ốm quá. Nước quá rồi, không muốn cái giò cái giò nó dưa nó tình tắt à. Giò nhẹ lắm nha, nó còn hết gì cũng không có cái giò. Được rồi, nước nhiêu đây bắt cái giò được rồi. Bắt cái giò hết rồi kìa. Nè cái con đắt lát lên sau lưng nè. Thầy này nhích lên đó thằng ơi. Bắn cái mưa tao dục lên. Đây đây. Đâu rồi? Đây nè. Cái giò nó giật kìa đi. Quá trời. Nó đã đi, hãy nhèo nó đi. Sao nó ăn điều đó, từ nào khô nước mình ra hết. Tài tượng. Nhà tài tượng giúp em. Nè. Thấy là niềm hứng. Thấy bên đây luôn nè. Đây nè, đây rồi tôi thấy rồi. Sao đỏ nè, sao đỏ trên nè. Sao đi có bên một nha. Sao đỏ kìa, bỏ vô sao đỏ kìa. Nè, bỏ vô nhẹ không sao đâu. Lấy cái gỗ kìa. Lấy gỗ kìa, đỉnh. Nè. Đẹp quá vậy. Nha. Nha. Quá trời cá. Cái giò cũng kẹo luôn. Cái giò này nhiều hơn đằng thượng đẳng phải không ta? Nhiều hơn. Ai đã đỡ bây giờ? Wow. Đúng thuốc chứ. Lấy cái thao bự đó thả xuống cho ông bỏ cái giò vô. Bỏ thao cái chuyện thôi. Khó đâu. Oh. Đây. Quá đẳng kẹo luôn. Những cá kẹo đầu.
Đó, bỏ vô thau luôn. Bỏ vô thau đó, cái này gỗ rồi đó. Quá trời cá. Bỏ vô thau nè. Này ước tính là cả trăm củ đó. Ơi ơi. Tao bằng con ở đằng kia. Chào bá. Kìa hai con đó mới bự à. Quậy sạn. Đến đây. Mày trở lên chưa lấy cái xô gọng thức ăn này. Mày đứng ngay đó tao nghe văng nè. Thấy mạnh hết da lên, cho lên cho nó bự. Con cái này tự với vợ mày kìa. Đạp bây giờ nè. Tự mới bắt bỏ ra mà. Đó. Đó là con nó kìa. Thấy rồi lụm rồi. Mày thấy thêm cái thao nữa đi. Đúng rồi, thì là... Nó thái lát rồi bỏ thêm. Này tắt đèn ngay trời mưa luôn. Mát. Cá lóc rồi cái gì? Sạch sạch nha. Sạch sạch bạo lên nè hay. Sạch sạch thấy đường coi. Thấy con cá gì chưa thằng? Đâu rồi, cái mặt lên nè. Giơ lên. Nè nè, nhìn lên nè. Cao lên chút được không? Cao bỏ lên, bỏ lên mới đẹp. Nè nhìn nè. Một cái mặt thế này biết rồi, nhìn. Đó chửi cái đấy. Thấy chiếc này dạ lên nhìn hết da luôn rồi. Cái nôm. Chết chồng tôi rồi. Kìa đó, trên đó bỏ coi mới đẹp đó. Đây nè. Đó bỏ ra cho. Cao lên đến. Ừ, lấy cái. Trời ơi, thằng khủng. Thôi lấy nôm nữa. Cái vò bắt nôm trời. Cái vò cái lấy kia xúc được rồi. Xong lấy cái. Lấy cái này. Rồi, cho con xuống rồi. Đâu rồi, đỉnh rồi. Chạy lên, vượt qua con vậy. Đó, đây, đây. Đó, 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 cá đụng nó đâu mà dở con. Thấy mạnh cho lên đó luôn. Không có công bắt. Dạ rác kìa, rác rác kìa. Quá bự rồi, quá bự rồi. Ôi trời. Ghê trời. Chạy đi. Bỏ vô thao kìa. Quá trời ơi. Bảy trăm chấm luôn trời. Đó thấy con ếch nào. Đấy kìa kìa kìa, tông tông tông, tay vào phải á. Đó, 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 đó. Ấp chân, ừ. Trời ơi. Trời ấp. Ấp đi vậy á. Bên đó có con đồng đưa thắt lát giỡn lên đi. Thắt lát giỡn đi. Khoa khoa. Ta dính cái này rồi. Thắt lát giỡn mà. Lên luôn, lên luôn. Này. Kéo lên luôn kìa. Thôi em đi. Đi đi. Bắt từ từ. Sao đợi nó chạy gần gần lại là lụm. Nè Linh. Lấy cái này chặn lại. Lấy sao kia xuống, sao kia rồi chưa? Cá tới ham luôn. Cá tấn cá vậy. Cá mà gọn vô dữ vậy trời. Đỡ cái thao đó. Cá mà gọn mà cá vô cái này. Tùng phát hiện cá tre rồi các bạn ơi. Dính không? Phải cá tre không? Lá hả? Quá quá quá, tới căn cứ của nó làm quá các bạn ơi. Bỏ vô đó chiên lên nè. Ốm nhôm mà nó không có ngồi ăn lâu rồi. Con này ốm. Nó cũng vừa không có ốm luôn. Rồi nước nổi bây giờ nó có gì ăn. Rồi sáng chạy tới đẳng rồi đó Tùng. Mua thịt bò rồi cho nó ăn. Bồ. Ở dưới là vụt ra kìa. Nè đứng rồi. Phải thắt lát chia cho mẹ đi không chịu đâu. Chứ Tùng nãy vụt bên đây nè. Coi chừng nha. Ôi trời. Thấy cái bộ đi đẳng đây ha. Ôi. Nè con lấy nắp này luôn rồi. Nó trước mặt con nữa. Cái đó phải được cái giọt ha. Xúc ha. Lạ. Này ngồi lựa cá luôn á, khỏi. Ngồi lựa con bắt.
rồi, đúng rồi, đây này. Cái tượng mắt nhẹ nhàng là lụm ha. Đó đó đó. Nó đây này à. Rồi được nhiều chưa? Nhiều nước đưa ba. Vậy có cái gỗ gì vậy thần? Từ từ đừng manh động. Đấy, kỳ vậy, ẩu vậy. Lấy cái bội gà đẳng thôi, thải ra luôn. Người con gái lựa cá. Không nữ bắt cá. Ừ. Đó, con nó đẹp đó. Hả? Bự hả? Đó, cái giò bự dữ trời. Cái giò đó 4-5 kg có hả ta? Quá trời, cái giò bằng đỉnh trời. Sao lưng, sao lưng, sao lưng. Sao lưng cái tụi bự quá nè con. Nè nè, sao lưng cái tụi bự nè con. Thân. Nè cái tụi sao lưng bự nè con nhớ con. Để nó quay. Để quay hoài đi. Ồ, bỏ nó lên, nhìn mặt lên nhìn cái tụi cái là rồi. Cái gỗ nè. Cái gỗ sao. Gỗ nè con. Đây là mình xin mình dùm tao là đây nè. Đó, nó gỗ. Mở vô nhẹ. Còn tay tượng nào nó không, không thì đưa lên cô ba. Thầy khủng. Cái gì chứ cá bự nó không có xài nhảy. À, tay tượng nè. Tay tượng đâu? Đây nè. Đỉnh đó con. Bữa nay ba đông gì chứ hổm ha. Có ba người nè. Tôi làm điện kia rồi nè. Người không sợ đâu. Đây nè, thắt lát đây nè con, thắt lát nhỏ nè, hai ba con này giới dùm ba đi. Ồ, con thắt lát đó nó nằm vào vào rồi kìa. Đâu có thắt lát. Nè, thắt lát nhỏ cơ mà con chơi nè. Nè, nó có lát nhỏ nè. Cái gỗ nè con, cái vớt đi. Lát thôi thả liền. Lát thì nó thả liền nó nhỏ. Rồi nó phá cho lan cái chuyện nó vớt. Ừ. Bước đây nè đánh. Bỏ lại thêm vài con đi, tại vì nó cũng đâu có nhảy đâu. Ừ. Thắt lát rồi, thắt lát. Kệ thắt lát gồm trước mặt cho bá. Rồi trước mặt con, lấy một chút đi con. Rồi đưa ba. Bỏ vô luôn. Còn hàng khủng luôn các bạn ơi. Thảy dưới đó có thể thảy đâu. Tâm tâm. Vậy. Ừ. Lỡ người đâu mày nè, hút cái tưởng mày coi. Đây nè, đây nè, anh dựng cái tưởng lên. Cái tư tưởng chiến phù. Còn cái lát con mới sống không? Dạ, 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 sống rồi. Trời, cái tưởng phải bỏ nhẹ, đưa bỏ nhẹ. Cái dầu hết tiết bụi, bỏ nhẹ nhẹ. Trời ơi, bỏ nhẹ, nó nhảy lắm. Bỏ nhẹ nè, kêu bỏ nhẹ đó. Ôi trời. Cái dầu cái dầu cái dầu cái dầu cái dầu cái dầu đây là cô ba. Bỏ nhẹ vô. Đây, cái tên lá còm nha bạn. Cái này nuôi nha bạn. Đây, đây là những pha quăng cá dầu. Quá trời cá dầu rồi. Đâu 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 cho lại. Mã ba khá luôn. Hả? Chuyện cho thằng mã ba khá luôn. Đóng ra là nghe. Cái dầu thảy đâu. Cá nó bự. Chỗ đó chỗ hai điện nhỏ nãy đó. Cá nó bự á. Được không rồi nghe. Cá dầu mà. Cái đồ mà ngày ngày vậy. Nè thấy không? Cái tượng. Đó. Đó. Để họ chiên ăn nha, để họ không có đó. Về rồi. Đâu 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 đâu. Trời ơi cái chơi kìa. Nó giả không mày. Đi đâu? Đừng có dọn nào lấy hết tôi.
4 kg. Ừ. Đúng rồi, bắt dính cái chê chà bá trời. Hồi lựa hai con cá dầu bự á, chụp hình mới câu dính. Bự không? Cá dầu chắc hết rồi quá. Bự rồi. Chứ quậy cái hàng hết, biết cái hàng. Cái gì? Về. Đâu? Chê chà bá luôn. Kìa, vô trong đó. Có nó đó. Còn lấy nôm ở đây Tùng ơi. Tùng có cái nôm kìa. Nè đây nè bác. Con nó lấy cái nôm mới được. Á còn ở đây cũng dữ dằn lắm rồi. Ở đây dễ bắt, để lội lên kia cây không à. Chê chà bá luôn kìa. Đó, lấy cái lồng gà kìa. Đó đó, còn đó đó. Trời ơi, con lóc. Không cắn nó dịch mà không? Ăn thì rộng đi. Phải nó cắn dịch mà không nó chết. Con lóc được cả ký lô không? Không có tới đâu. Cái này đổ dèo nha ha. Trời ơi, con lóc. Rộng lại ha. Hai vợ chồng nó bị dính hết rồi. Nó chê cái gà đổ vô luôn. Ăn mà nó bành. Chết. Ừ. Quá trời nó trời. Cá lóc rộng khạp đi. Đừng đem hồi dẻo. Còn là cá nuôi không? Ừ, cá đó đầu dần quay. Nè, nó đủ ngồi á, mập lù. Đánh đi xả nó yếu kìa. Thôi đợi tới mưa đi. Lấy bằng chải xả. Sạc mạnh mạnh coi. Sạc có cái sức vậy vậy. Sạc đi rồi sạc lại. Thôi gửi đâu. Đi sạc lại khó quá cho qua đi. Đây bây giờ chế biến cá dầu. Ủa cá tơ tượng. Chiên xù. Trời ơi cá đẹp quá tao ơi. Đây khu vực khác nhưng mà củ tỏi vẫn là đầu bếp của anh Nam TV. Và bữa nay củ tỏi sẽ cho tài làm món cá chiên xù. Cá sôi dầu. Cá sôi dầu. Đây cá tài tượng. Đây do cá bự quá cho nên là mấy anh em phải chuyển đổi mà ấy đổi chảo các bạn ơi. Thay đổi chiến thuật nha. Ừ, chơi chảo bự rồi mấy em. Đây giờ thay đổi cầu thủ các bạn ơi. Dò. Ừ. Chính khúc nào lúc nãy chưa. Đây đang làm xèo. Xèo liền. Sao chả? Đây tụi tôi sẽ sang dầu qua đây. Đây vô cái chảo nhỏ quá. Xèo. Đối với cái món cá chiên xù này, cái tựa chiên xù này phải chơi dầu nổi vậy đó, chơi nó im, dọn cá. Đó, quá im. Đây, giờ dầu cũng nóng rồi các bạn ơi, nhưng mà sao thấy chưa sôi không hung nữa các bạn. Giờ cô tôi sẽ thả cá vào. Nhẹ nhàng. Con chảo này vừa đó tội. Chảo nãy là bỏ cuộc luôn. Quá trời, con dưới trời. Con cá bự lắm nha các bạn ơi. Cá này cả 2 kg anh ta. Chỉ mấy con được. 2 kg rưỡi. Đâu hồng rồi nè. Ôi cô Trình. Chê đấy, con chút xíu rồi đó. Luộc mà tử nó chút xíu à. Cá này đâu luộc rồi. Con cá này lại nha. Đâu bỏ gì đâu bỏ chút xíu.
Đây, chút sẽ có một pha cá chiên giòn. Đây, mình sẽ nhắc lại món này là cá tai tượng chiên xù các bạn ơi. Để nguyên dãy luôn. Rất là giòn. Cái dãy nó văng ra luôn rồi các bạn. Sáu dấu mỏ kìa ha. Còn sống kìa. Đấy, còn sống hết kìa. Quạt lên á. Tết xong nó chết. Rồi đó, được đó. Cái dĩa đây. Tắt kìa, bắt cá trong vòng nửa tiếng đồng hồ luôn. Cá chăm với cá. Má, hai cái rồi ta. Còn tới ngay rút nước cũng lẹ chứ. Trời ơi, nó ra ngõ tỏi là phải giá luôn rồi. Cái này nãy chơi chảo kia là thua rồi. Lú đuôi. Để cái đuôi đó bốn cốc cái trời. Đuôi đó gì bốn cốc cái đuôi tỏi. Ôi dễ hả? Ở chỗ này gãy đuôi luôn quá. Ôi kìa. Nóng nó gãy nó quá. Cái này tôi biết là nó gãy là thật mỏ rồi. Trời ơi, có dãy nè, không ngon luôn á. Trời trời, nó bông dãy ra luôn rồi. Bông ra trên giòn, nó bông hết. Thôi, cái này mình đừng rưới gì có tỏi ơi. Rưới gì nó bông dãy ra chơi rồi kìa. Đầy quá tỏi. Thôi, à, mình trả lại cái rồi. Ở dưới nó bông vậy thôi. Hồi gấp cũng banh hết rồi. Trời, cứ chơi xem chơi bây giờ các bạn. Dãy dãy luôn rồi. Không dính đâu. À, nãy dầu nóng. Thêm. Cái hành cây nữa là giá rồi. Tưởi bên dưới. Đúng bài của tưởi ơi. Coi chừng té. Quá đẹp luôn các bạn ơi. Không, bỏ lên đi, bỏ đi, em lấy ra cho. Không, không. Cảm ơn chút. Ôi trời. Để em trả đi. Chết luôn. Đã đến chút rồi, cái tội. Em luôn. Rồi. Quá ngon. Con cái bị hư hình như các bạn ơi, cục đuối. Rồi lấy đuôi ra lại không sao. Thank you.
vô lẹ ơi, hiếp chắc vị gì đó. Không phải đâu, đâu mà mùi vậy. Hổ nó có chồng uống lần nào chưa? Uống rồi, hổ muốn nhàn thần rồi. Uống rồi, uống hơi lạc lạc. Cái này cái nắp nắp này nè. Phải đâu. Nắp bằng mũ nè, nó không có bằng cái nắp kia. Nó kính làm gì vô gió nó chua. Uống ba la ru này đi. Mấy này lắc quá không gậy gì. Ra được lắc. Bỏ dưới đó, lít lục ra lục vô. Này mình phải niêm lại. Niêm lại giữa. Mày niêm kia đi. Bỏ đi. Bỏ đi. Rồi để cho mấy đứa nhỏ nó chơi. Không bể ra cho mấy đứa nhỏ. À, đau bụng quá. Ăn mới mấy cái chảy ra bụng, mới nãy giờ chưa ai ăn vậy. Có ăn được chưa? Có được, được bánh tráng không? Chưa được, mình lấy đầu gối. Có được rau, rau đại hả? Kêu lại gấp đâu? Chai kìa bự uống không nổi các bạn, chai chai nhỏ lại. Treo lại. Này là nhậu tại hãng bia. Nó đang lại đang lại nè, kêu bánh chát. Nó quá. Nói mày đây là nó phải nó đang lại, nó nghĩa là nó gần cả năm rồi, nó có đoạn đường. Hả? Mày có mổ bụng hả? Bữa nay có mổ bụng luôn. Mổ bụng ra, mổ bụng mới được. Mẹ dạ. Có ai ăn chưa vậy? Dứt đi. Trời. Cá này ngọt lắm, ăn hết dãy mới tới thịt. Sao có người ngọt chứ chưa đụng gì nha. Chưa đụng gì. Cái này giống vô ngay mới đóng chào phải không? Dạ. Dở chưa hết. Dở chài không mới bắt được cá. Con nhận. Cái bị lên gì cái dãy á. Đúng rồi. Nghe gắn thả rồi chài bắt chết luôn. Mà cá này nó không có vậy là không ngon à. Có vậy mới ngon. Trời, cá này với cá đường hồng mà mày mệt mỏi. Cái thịt không ăn nó không có ngon. Người chưa chả nó ăn cá 48. Chiên mình đâu biết đâu để mình dễ ăn nó nổi đâu. Quá dày nha, vậy nó quá cứng rồi. Cứng ngắt rồi ăn có được đâu. Nó còn bỏ hết. Có đâu cũng chạy cái nào chứ không có giọt rồi. Không. Không. Vậy nó nặng chân cá rồi. Dãy như gãy là cục cục vậy nè. Nó bự vậy làm sao cứ đánh nổi. Dạ thì cá nó là gần 5kg mà. Lấy cái muỗng cạo á. Cái đó con lấy muỗng nó đồ vào nó. Miên qua bà nội nè con. Lấy này lại là bự hơn tí nữa, dãy nó cũng cứng. Chấm ăn cái này, lần giòn. Chấm ăn cái này, lần tay cái giòn. Vui mà. Chạy luôn miếng luôn, người ta mới khoái chứ. Ngon. Cái này vô nè, rót bia đi, làm miếng lên đây cho nó. Này. Mỏi dữ lắm rồi đó. Cái khác nè thấy không? Nãy hình như nấu chưa tới vậy. Quá không phải là giận cái gì mà mặt giận cái hậm hừ. Đâu đâu gì vậy? Táo ơi ơi mà nó nhả. Táo rồi ơi chưa. Mình tầm luôn tiêu hết trơn rồi. Mà ta mò chín tảng lạng hết trơn. Ôi nó còn cái chảo mở kìa, lát nó để rồi nó chiên nó cho. Nó chơi trong này đặc biệt luôn, không có sạc, không có cái gồ luôn. Có mấy sạc lá rồi. Ai có sạc? Mình còn ai có cái sạc gì đây? Ai có sạc? Sạc nái đó, sạc đó để giống. Sạc lá này đâu có. Không có sạc lá. Hàng như nó ốp nhòm, nó không có ngồi ăn ốp nhòm nữa nè. Đâu có đủ cá sạc lá nè. Cậu nhấp à? Thay bày nữa vậy. Nhấp cá giò nè. Nhấp cá. Cá tự tượng nè. Mua không, mua cấm đấm. Vô. Không thiệt vậy. Có rồi. Câu không mà không có dịch nha. Có dịch rồi. Mà không biết câu đâu nữa. Đâu đâu trời. Bữa hả bốc tùm mượn. Viên không muốn. Nó mập lù, đóng mỡ luôn vậy nãy. Trời tao ra ngoài đó là tới mùa nước nổi con chặt con xuồng là tới tuần rồi nuốt chặt bắt luôn. Tôi đem ra ngoài với gà tôi sợ nó đói á. Đúng không? Một quả ba tiêu rồi. Tôi làm một muỗng, một ôm, một muỗng kìa, tôi đem nó giòn giòn khấu rồi.
tỏi đẩy cái quạt ba tiêu cái cây tới đây mặn lắm. bốn chai. Bốn chai này đúng cho ba chai luôn nè, vô chút mình tỏi hước bốn chai được giá tiêu đây, cái quạt ba tiêu các bạn, cái đùi các bạn con lưng chai. Cái quạt ba tiêu người thân đó không đi nhậu nữa vậy. Câu cá ai đồ nhầm đó à, nó không câu đâu. Bữa nay mấy người này bể cửa hết rồi. Hôm qua là không nhậu rồi, bắt cái giò thả dưới kia lại nha. Ừ. À, là. Đó, có chuyện làm được ai lần. Cái giò đi bưởi bắt thả lìa lại. Lại. Bắt, em à. Bắt xuống nha. Dạ. Dạ. Một chai. Bắt xuống rồi. Hai chai. Thằng giống bánh tráng đi vậy. Ủa ơi, nấm nghịch lại đây. Ăn giống bánh tráng ngon chết luôn. Vũ hổm đem về ba con đó, về ba nó lấy đồ mà chia cho thằng điểm anh con nó còn con ăn ngày. Không mẹ tao nói mẹ ăn quái nó đi gớt con. Vũ nói sao mà gớt xuôi ngay chân nhà ông Nhôm á. Ông Dũng thấy cá nhảy bạch bạch, ông Dũng lội ra lụm tiếp. Rồi thấy cái này đang lụm vô một con. Rồi xong. Rồi đem về cho thằng điểm con, còn con chiên ăn ngày. Còn đây đi đẳng, đây đi đẳng. Tại vì bởi mình cũng bọc luôn. Trời ơi, chẳng nên đem cho Vũ nhậu gì. Ở đây, có đâu Vũ đó. Cá lên về giết mà. Ông Vinh ngủ mà không nhậu nữa. Có. Tâm mà biết nào đi ăn. Thôi đi chợ. Chợ mua cho Trang. Nước mua ấy, về chồng được rồi. Chơi cũng mau, nó không nhảy. Trời ơi, tháng 1 là ăn thấy bà rồi. Mới chồng ổng gầy đó, dịch nó làm. Mới chồng có đâu có bao lâu đâu. Chồng cho ngay cái đường nước nó lên mới giữ. Đó, ngay đường nước luôn đó, ngay đường nước thôi. Ngay, còn mấy dãy chưa đâu thằng ơi. Nãy giờ mày dám ăn dãy ra, cậu dãy nè. Lên được một cục cho bá nữa. Giòn. Trời, trời ơi, thân mà không do luôn, bữa nay hư cái clip luôn, không dám đăng luôn. Nguyên cái. Trời chua 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 ấm. Vô rồi bị mắn vốn hoài à. Bia này không để có cực có sướng nha. Hợp hạt nó cái mang đây. Hạt cái mang. Chết luôn rồi. Chết luôn rồi. Không gấp thịt, không gấp thịt cũng bị chửi nghe. Mẹ giòn nè. Nó giòn. Để nó đi. Trời 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 cái đó. Cái đó biết mấy cốc chưa thầy? Thôi tôi tỏi là 4 chai rồi đó. Mày cho anh Tâm ra. Rồi, về thì nhỏ. Thì tỏi cũng kỳ, nó gấp thịt chứ. Cực khổ mà đi gấp. Là có bà mợ 10 hay là vợ của ông bà già của. Cái này là thì tỏi nghe chứ không phải mình. Cái giò á, cậu Tư lên xuống bị bão ngoài quê bắt. Thế nào cũng bị lầm, thì tỏi lên là bị lầm. Mà cái giò xưa quý lắm, chứ không phải như bây giờ. Đem về bà mua, ổng mua cái giò nửa ký xuống kêu ổng mà nấu con chua cho ổng nhậu. Ổng thì nhiều rượu. Bả đem chặt râu nè, rồi chặt kỳ, chặt đuôi, chặt gì hết trơn. Cá cho ổng, ổng lấy cá này để bên bỏ luôn thiệt. Không ăn rồi, ổng lấy đồ để chặt hết trơn. Trời trời trời, trời trời trời, trời trời, lá đinh lăng luôn trời. Bả không có biết bận con cá rô. Hồi đó bả về đây không biết bận chứ mà. Có con nhỏ rồi. Thằng nữa. Đeo thằng nhập thằng đeo nữa gì nữa. Gái còn đeo nữa chi nít. Cá. Lại đây ông nội cho miếng cá nè, lại đây ông nội cho miếng cá nè. Để vòng qua vòng của ông nội. Bắt thần cổng nè. Lấy con xúc này cho thằng cái vỏ. Nãy giờ ngay dám ăn chừa cho nó đó. Vậy ra. Cái cốc cái. Gom lại. Cái cốc nha thầy. Vậy là quy lắm á. Cái cốc nha. Không có xương đâu. Không có xương đâu. Không có xương đâu. Cá này không có xương. Cá này. Cá này đúng rồi, hả? Quay qua đây nè. Trần vô mắt nó giờ nữa. Con cá loại gì? Con cá chim. Là xương trong thịt không? Cá mực mặn trong viên luôn nha. Chim trắng á, hồi đó cá chim trắng thời nè. Cái nuôi đó, trời thịt xương căng luôn. Cá mực mặn trong viên luôn. Trời ơi, cá... Nó xương giống như cá bì dinh vậy đó. Ừ, chế ăn cũng được, nướng cá đó. Nè, vô. Tụi con cứ sao? Mua xe, mua mặn rồi, nó bán dạo bán xe đó. Chết hết. 150 con còn được cái 11 con. Thằng Vũ ở ngoài ngoại á, nó vô nước xúc đen nhiều á, 2 xô mẹ rồi. Mua có mấy thằng bắn chợ sao. Còn có 1 con mọc á, cái dầu á, có cái lượng á là mua. Mua 50 thả gì, cái đó nuôi nó quen nước ở đây mình gọi. Nhiều khi có mấy ông Thanh bán cà phê con nữa, nói cá nhìn biết à. Cái đó này nước như cái đó hả? Con đi đón em hả? Ngồi chơi đi, ngồi dẫn mưa đi. 4 giờ á, 4 giờ mấy mới đón em
được. Rắn này thôi, tôi đưa tới đầu cầu rắn cho vô. Rút cây đó em, rút cái bưởi đó, lấy cái đồng hồ anh bám vô cái bưởi đó. Bỏ đường mang chanh vô thêm. Mặn nó không bị nha. Ăn cơm nè. Cái đó ăn cơm ra. Cái ngọt thì ăn cơm, cái mặn thì ấy. Quá, thịt quá. Nó dài quá nè. Dài quá. Dài thấy ngăn không? Thằng này không biết bắt cá thiệt. Sao dồ mà lên bắt nó dục ngang không? Thằng có biết bắt đâu. Dục ngang là sao con cá lên bờ được. Dương rớt nó vậy. Ngọc ơi, quay lại không? Quay để làm chứng để cho ta biết là cũng có ăn quá cần có sướng chứ để nói trời ơi trời. Không thấy chồng tôi ăn gì hết trơn, không gấp mồi cho chồng tôi. Được quá trời, cũng tới chừng nhậu ăn sướng như vậy không? Vậy hôm gài thì nói gì không đổi nón gì đó. Bây giờ bữa nay bắt vô bắt quất cái nón lên cho mấy bạn kia bà tưởng đâu đi máy cắt không? Chơi cái nón, chơi nón mà có cái đồ gì dàn ngang nữa. Chờ có hai mắt. Bó tài. Tè đó.